Xong một công trình rồi kéo về nhà. Bây giờ có công trình mới rồi phải sửa soạn, đang chuẩn bị kéo đi tiếp. Đồ đạc là gì dục thí không coi sóc gì hết. Dầu ăn để trong đây, dầu ăn ta để đây sao để tùm lum ở đây sao đây chị, mắm gì cũng để cho bạc đây ở đây chị, ăn ta để dưới đây này mà nó xúc ra cái là thôi thúi chịu nổi. Tủ này không có để cái giường nằm, đây là cái bàn em. Rồi dọn dẹp xong rồi đã chuẩn bị ở đâu đó đàng hoàng vậy đó, lo như mẹ lo cho con vậy đó. Rồi chuẩn bị khởi hành đó, cái chiếc xe này nè, rồi móc cái caravan vô rồi kéo nó đi tới chỗ cầm biên là cái mình mở ra mình để cái caravan này xuống chỗ mình thuê đó. Đi làm về cái mình ngủ chồng này là mấy cái bông người ta trồng để người ta làm dầu ăn này, không phải bông hướng dương bông gì đó. Có cái loại dầu cái bông nhỏ nhỏ không biết kia bông này kia bằng bông gì không biết, trồng hai bên đường. Đồng bông đẹp kiểu như je peux t'emmener comme ça hein, je t'emmène comme ça avec mon scooter. Ông nói hôm nào ông chở mình đi xe mô tô giống vậy, ở đây sao mình thấy mấy chiếc xe chạy gì mình sợ, chạy nhanh, mấy xe mô tô này chạy nhanh. Tháng nắng này là người ta đi xe mô tô nhiều, tháng lạnh không thấy chiếc nào hết. Tháng này là bắt đầu xe mô tô đầy đường.
đi làm xa hơn 200 cây số. Đi nãy giờ lâu rồi chưa tới. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình kéo cái nhà di động đi chỗ mới, đi làm chỗ mới thì kéo đi đi từ nhà tới đây 1 tiếng mấy, gần 2 tiếng gần tới. Nhìn cảnh nè, cây cối, rừng rừng núi không à, cái khu này là rừng núi này ở cạnh Lạc Mông Phi Gân, cảnh núi đồi không. Gần gần đây là có núi tuyết, hay đi chơi tuyết ở đây. Đây nhìn không có thấy nhà cửa gì hết. Này không có ngay khu trong Vin ra ngoài thành Cambin đâu mà xa quá, chừng đi gần 2 tiếng rồi chưa tới. Ah oui, bah c'est là qu'on n'est pas fait. Le McDo, il est là, c'est là qu'on est venu manger avec Célina. Céline, t'as vu le McDo? Mày tới cầm pin à, vô cầm pin à. C'est beau ça. Chú ghi à. Il se fait des souris. Thế quoi? Il se fait des souris. Anh là bạn này mignon nha. Maman, je vais avoir ça à la maison. Là-bas, là-bas. Un cocotte, là cái bún là-bas, là cái tout animal. Un chuột, là cái dạng. Je vais avoir un comme ça, regarde maman. Lui. Oui. Il est trop beau. Ok. Cocotte. Ô mignon hả? Kiếm đâu là oh, bàn giống là vậy? Kiếm đâu là bàn giống vậy nè? beau là. Ừ, đừng có lấy tay nó cắn cả. Ê sao mình quay cái kim kia cầm đi nó lên cho chị Na nó coi. Là gì đó? Cái dưới thằng cầm đi nó này nè. Có bị xịn có ở dưới ông bà nữa nè, dưới ông bà cũng có. Đây nó có hồ bơi, có đồ cho mấy đứa con nít nó chơi cầu tuột. Đây là phía trên nè, ở dưới nè nhiều nè. Còn ở phía dưới nè, phía dưới người ta để cái mobilum, một hàng mobilum. Đó, hàng mobilum đó cho thuê mắc hơn.